À, dạ vâng, lại là em Dư đây. À, chào cả nhà ngày thứ bảy cuối tuần. Nhiều niềm vui và an lành. Hôm nay sẽ có một vài mẫu khá là độc lạ nha. Và đầu tiên sẽ là em này, Daniel Muller. Đây cũng là một cái thương hiệu của Ý và được lắp ráp da băng. À, chúng ta có thể nhìn thấy chiếc này khá là độc lạ. Phiên bản limited luôn nè. À, đáy của em nói nè. 300 chiếc và đây là chiếc thứ 26. Đó, tối nay làm quả 026 ba càng luôn. Thấy không? Kháng nước 10 ATM, thép đúc không rỉ. Đặc biệt con này nó phối màu rất là gọi là màu sắc nó rất là đẹp và ưng mắt nha. Em có thể thấy là cái lồng của nó thiết kế khá là sâu. Từ cái mặt kính mà để nhìn xuống này là một cái khoảng này rất là cao nè. Ba cái nụ nó cũng chơi ba màu luôn. Ồ, đèn giao thông luôn nè. Ồ, xanh đỏ vàng. À, và đó cũng là ba màu chủ đạo của cái chiếc đồng hồ này. Bây giờ là 10 giờ 1 phút nè. À, ngay cả cái thương hiệu này nó cũng có một cái ô chữ nhật và nó cũng làm ba màu luôn, đỏ vàng xanh. Bộ kim của nó là cũng đỏ vàng xanh. À, ba cái kim nhỏ cũng đỏ vàng xanh. À, vậy là con này chắc dành cho mấy anh mà làm gì cảnh sát giao thông rồi phải không? À, niềng không những xoay mà nó còn có những cái đường khí rất là mạnh mẽ và nam tính nha. À, nhìn cái niềng chắc lắm. À, con này nếu mà nói về thiết kế thì đúng là nhìn vào thấy rất là khá là chất. Kích thước thì có vẻ như hơi to, tuy nhiên thì càng nó lại ngắn, dễ đeo, khá là ôm tay nè cả nhà, đẹp á. Khó zin, dày dày em vừa đã thay mới rồi, thành ra là con này mình về chỉ có dùng thôi. Size 46, nhưng mà chiều dọc của con này nó sẽ rơi vào cỡ độ là 52. À, như vậy là mấy anh mà tay cả chừng là 16, 16, 16.5 rồi vậy. 16 thì có thể là nó sẽ lên tay thì vẫn đeo được, nhưng mà sợ là nó sẽ không có đẹp hoặc là ôm tay. À, nhưng mà tay cả chừng 16.5, đeo chiếc này thì rất là ok. Chắc lắm. Đây. Rồi, một con hàng limited phiên bản đèn giao thông đèn xoay, và con này là 1.280.000 nha, mã 29. À, bữa nay em có về được một cái con hàng nội địa Nhật này, JL, và con này là cái phiên bản kháng nước rất là tốt. Con này nó chạy theo cơ chế chronograph và nó sẽ là kim 1/10 kim dây, và bên đây sẽ là kim phúc. À, núm cổ chai luôn nè, kháng nước tới 23 luôn, cho nên là con này nó trang bị cái bộ núm cổ chai kháng nước rất là tốt. 10 giờ 3 phút. À, như vậy là lịch nó ok nha. Đây là ngày 9 này. Rồi, có vẻ như là các tính năng ok hết á. Chiếc này thì mấy anh mà mang để đeo mỗi ngày rất là phù hợp. Thứ nhất nó là theo cái kiểu kháng nước tốt. Thứ hai là chất liệu dây vỏ của nó sẽ là bằng titanium. À, lên tay rất là nhẹ, không có bị kích ứng da. À, niềng xoay luôn nè. Có dạ quang luôn nha. À, chiếc này kháng nước rất là tốt. Đây là hàng nội địa da băng nè cả nhà. Thì là con này sử dụng máy Seiko rồi. À, V657 đó là một cái mẹ máy của hãng Seiko.
Và chiếc này là 580k thôi nha. Mã 30. Con này thì form gọn lắm. Đeo mấy con này bền lắm luôn. 6 kim mà có cái ô cửa lệch này, rất là tiện lợi. Size con này sẽ là 40 nha. Dễ đeo lắm. Chiều dọc của nó chỉ có 46 thôi. Như vậy là tay mấy anh vừa và nhỏ mang con này cũng rất là phù hợp. Đây, chiếc này form này rất là đẹp rồi. Màu kem cũng là một cái gam màu mình cũng khá là ít gặp ở đồng hồ. Chiếc này thiết kế màu sắc rồi phối với lại cái bộ kim cọc số thép nổi nhìn rất là đẹp. Có dạ quang luôn nha. Chiếc này anh em để ý nè, cái cọc số của nó là bằng thép nhưng mà ở phía dưới nó sẽ có những cái chấm bi như vậy. Đó chính là những cái chấm bi dạ quang. Và bộ kim cũng có phủ cái lớp dạ quang đó này. Hơn nữa con này nó sẽ có cái ô điện tử dưới này. Và ở đây có một cái nút đèn, đèn nó hắt lên. Ban đêm mà mình muốn coi giờ mình ấn cái nút này, nó sẽ sáng đèn ở cái ô điện tử. Chiếc này thì đó, bốn cốt nè. Cái nụ chính này thì để chỉnh cái bộ đồng hồ chính. Ba cái nụ này là để cài đặt báo thức, chỉnh giờ của cái ô điện tử này. Cho nên là con này nếu mà anh em nào mà mình dùng á, mình có người quen ở nước ngoài, mình có thể linh động mình chỉnh hai cái bộ đồng hồ này để mình dễ liên lạc. Dây khó thì cũng là thép đúc hết, rất là chất lượng, đẹp lắm nha. Mình nhìn cái khó là thấy uy tín rồi nè. Patrick Cox. Thì ra cái thương hiệu này là của tập đoàn Photon. Cái tập đoàn này là cũng nội địa của Nhật và nó có một số các thương hiệu rất là lớn. Em để thấy mấy cái thương hiệu đồng hồ mà được sản xuất bởi cái tập đoàn Photon này rất là chất. Cái thằng gì Takeo Kikuchi ấy, là của Photon. Dây tay con này là cỡ chừng dây cỡ chừng 17 nha cả nhà. 17 già á, có nghĩa là tay với anh là 17.5 trở lên thì mang nó sẽ chật. Nhưng mà tay 17 là mang thoải mái và nó là lững lững giữa 17 và 17.5 nữa, còn giữa đó. Chiếc này độ mới cũng rất là cao, kính đẹp, không có chày xước, form con này lên tay cũng rất là chất. Nói cho bộ dây nhìn rất là mướt nha, đẹp không? Thôi. 790 này, giá thần tài, mã 31 này. Ở đây hôm nay cũng sẽ có hai chiếc nữ. Đây là một cái thương hiệu của Pháp, Les Brim. Ở phía sau nó mình sẽ dễ nhìn hơn, viết tắt là hai chữ L. Còn nếu mà mình nhìn kỹ thì đây là Les Philippe Brim gì đây này. Nó đại loại là cái hãng Pháp thì nó sẽ có cái chữ Pháp, cái chữ Les như vậy. Rồi đây là hàng Thụy Sĩ luôn nha. Đây, Swiss May. Hai kim thôi. Rồi nhìn cái bộ dây này. Bộ dây này thì em cũng không biết gọi là bộ dây gì. Nó giống như một cái nhạc cụ gì ở Việt Nam mình. Nó là chải một cái thanh, những cái ống. Xong rồi mình lấy cái gậy mình gõ lên, tạo ra cái nhạc. Chắc nó lấy cái ý tưởng là như vậy để nó làm bộ dây này hay sao. Con này sử dụng máy V8 của Thụy Sĩ nè. Và nó là mẹ vàng 18K Gold. Đó. Nghe không? 18K Gold Electron Blade nè. Swiss May. Con này thì nếu mà mình nhìn sơ qua á, thì sẽ thấy nó còn khá là mới. Tuy nhiên thì em dư về thì kiểm tra thì nó có một số cái vết xước ở đây nè. Rất là đáng tiếc nha. Và ở dưới nắp đáy của nó thì khúc này nó cũng bị chày bong chóc, thành ra cũng hơi đáng tiếc ở chỗ đó. Mặt thì sẽ là màu nâu cà phê, bộ kim lá lúa. Bộ kim này nhìn khá là giống với bộ kim trên mấy anh chàng Mont Blanc á. Đó nè, không
rất là đẹp nè. 500k mã 33. Con này thì nếu mà mấy chị mình đeo á mà mình không có quan trọng những cái vết xước xước đó thì mình đeo cũng rất là ok. Một cái sản phẩm rất là xịn, chỉ có 500k thôi. Riêng cái bộ dây là đã không đụng hàng rồi đó. Rồi, cũng là một em của nữ nữa. Đây là thương hiệu Ganesh Berry, và em bán bên nam khá nhiều. Nhưng mà mẫu nữ thì hôm nay về một con thực sự rất là tuyệt vời. Tất cả những cái bộ cọc số nó thiết kế các cái lá cờ đó đều là bằng thép nổi hết nha. Những cái thương hiệu mà gọi là những cái thương hiệu yếu á, nó sẽ thiết kế những cái lá cờ này sẽ là những cái nó sẽ sơn, nó sẽ vẽ lên thôi. Còn đây là bằng thép nổi luôn. Những cái mảng thép như vậy nè, đầu tiên là nó sẽ gia công ở ngoài đó, nó cắt xong rồi nó đính lên cái đồng hồ. Cho nên nếu mà nói về cái công của một cái người thợ kim hoàn cũng như là cái chất liệu của nó, mọi thứ độ hoàn thiện nó đều rất là chỉnh chu, rất là tuyệt vời. Hơn nữa là con này nó có cả cái lịch ở góc 6 giờ. Và cái ô cửa lịch của nó chúng ta có thấy ở chỗ đây nó có vát vát mà nó có mẹ vàng này nè, rất là đẹp. Và nếu mà xét về cái độ hoàn thiện á, bỏ công ra rất là nhiều. Sử dụng một cái bộ dây gọi là dây xương cá còn rất là mới nha. Con này về là em rất là ưng. Riêng cái chiếc gì nào với cái chiếc này mấy anh nhận hàng đảm bảo rất là ưng. Khó dây mọi thứ đều rất là mới. Mẫu này cũng rất là đẹp chất nữa nè. Đồ vàng. Và ô kính sapphire luôn. Ồ chà ngon nha. Đó, như vậy là mấy chị nữ mà đeo con này có thể nói đây là một cái mẫu đồng hồ mà đeo cả đời. Bởi vì thứ nhất kính sapphire, thứ hai con này nó sử dụng cái bộ dây xương cá. Với những cái khe hở ở các cái mắt dây như vậy, nó hạn chế rất là tốt cái vấn đề bị nhão dây trong cái quá trình sử dụng. Mình có sử dụng lâu thì cái kiểu xương cá nó vẫn là như vậy, nó sẽ là cũ thôi chứ nó không có bị nhão như những cái dòng dây thép đúc mà các cái mắt dây nó nối liền với nhau. Sau này nó bị nhão dây. Sướng. Rất là bền. Ngay cả cái đáy của nó cũng có cái chỗ đây nó khắc chạm nổi luôn nè. Kháng nước 20 ATM, mã là 101 của nữ. Đó, thông số thì đầy đủ, dây khó nghiêng zin hết, rất là mới và đẹp. Con này 608 mã 32. Giá tốt ghê chứ. Size 28 nè. Ở đây em sẽ có một cái combo hai cái món hàng cũng khá là hay. Đầu tiên là một cái dây chuyền cơ cót của Seiko, mặt rất là đẹp. Mình để ý cái mặt của nó sẽ là mặt màu nâu và ở giữa nó là màu vàng nghệ. Bên cạnh đó thì cái mặt của nó sẽ là trải những cái đường tia mặt sần nha, chứ không phải là mặt trơn. Cái quả quýt này rất là đẹp. Thật sự là hồi giờ em bán quýt cũng khá là nhiều á, nhưng mà cái quýt này mình nhìn thấy là mình sẽ thấy nó khác biệt ngay. Chỗ này là chỗ mình nó bị không có cụm dây. Mình có thể mua một cái sợi dây ở ngoài, mình xỏ vào xong rồi mình đeo lên cổ. Đây nó giống kiểu dây chuyền ấy mà. Đó, nụ của nó nè. Đẹp lắm nha. Cái phần trắng này hình như nó bằng gốm đó cả nhà. Còn ở đây là nó giống như là một cái hộp phấn và những nhìn hoa văn nè, đẹp ghê chưa. Cái này là để các chị mình để trong cái chỗ cái bàn trang điểm của mình đó. Mình để một cái bát để mình coi giờ, hoặc là nhiều khi mấy chị cầm theo cũng được. Bởi vì mặt sau con này nó sẽ là cái gương. Mình có thể soi. Soi gương được. Còn rất là mới anh em, mình có thể nhìn cái màu sắc của nó. Cái này nó thiết kế rất là nó thiết kế cái viền này là nó có xước, không phải nó có xước mà
nó không có làm trơn, tại vì khi mà trơn thứ nhất dễ bám vân tay, thứ hai là cầm dễ tuột, và thứ ba là nó sẽ dễ bị chày. Còn ở đây là nó giống như là viền niền mà niền băm á, nó làm những cái đường như vậy để nó hạn chế các cái nhược điểm kia, xài sẽ được lâu hơn. Hồ văn thì quá là đẹp rồi. Nguyên cái combo này sẽ là 790k hai món. Và cuối cùng sẽ là một mẫu đồng hồ giắc quét Limon của thương hiệu của Áo. Chiếc này nó sẽ gồm 3 bộ đồng hồ. Bộ đồng hồ chính to là mình dùng cái núm này mình rút ra mình chỉnh. Bộ đồng hồ nhỏ thì mình sẽ sử dụng cái núm này mình rút ra mình chỉnh. Còn bộ đồng hồ điện tử này thì sẽ gồm hai cái nút này. Ở trên đây nó sẽ là ngày và thứ này cả nhà, thứ 7, ngày 9. Ở dưới này nó sẽ là chronograph. Con này cũng còn rất là mới, thiếu cái hộp thôi. Giá của em nó sẽ là 950k. Ở đây thì giá niêm yết của hãng là 24.000 yên, rơi vào cỡ tầm là 4 triệu hơn. Đấy, em dự bán thì 950. Rất là mới. Form của nó sẽ là chữ nhật nằm ngang, cho nên là gần như là tay nào mang cũng được. Size ngang của nó sẽ là cỡ 47, nhưng mà chiều dọc của nó sẽ là 43. Cái đồng hồ mà size dọc còn ngắn hơn cả hết cái size ngang nữa thì mấy anh thấy là nó dễ biết là nó dễ đeo như thế nào rồi. Rồi ok vậy ha. Con này mã 35. Hôm nay thì em có một vài sản phẩm như vậy. Anh em ưng chiếc nào thì nhắn em nha.